khi trải nghiệm ở Nova World Phan Thiết làm kỳ nghỉ nó rất là gần gũi với nhau, vui vẻ bên nhau. Bởi vì trong cái khu Nova World Phan Thiết này nó có rất là đầy đủ luôn, nên là mình không cần phải đi đâu nữa hết á. Là mình trải nghiệm căn villa, mọi người được ở chung với nhau, chơi rồi mình tổ chức tiệc ăn uống BBQ ngoài trời, đủ thứ. Dịp lễ thì mình phải book trước cả tháng mới có được những cái căn mà biệt thự thoải mái như vậy ạ. Nên là cả nhà mình nếu mà có nhu cầu thì cứ book sớm. Gia đình mình đã quay lại lần thứ hai rồi thì dĩ nhiên sẽ có những cái lần tiếp theo nữa ạ. Thì cũng từ ở Đà Lạt xuống khoảng tầm 10 người thôi. Khi mình chọn Nova World Phan Thiết ở đây quá đẹp. Thứ nhất là cái không gian để mình thoải mái sau những ngày mà mình làm việc thì quá tuyệt vời. Cả nhà mình đều có một cái chỗ để giải trí, không phải là người lớn đâu mà cả con nít nữa. Bãi biển quá đẹp đi. Ban đêm sẽ có những cái lễ hội để cho mọi người đều trải nghiệm được hết. Mình sẽ trở lại với một dịp gần nhất. Nova Phan Thiết thì là em thấy là rất là sôi động, náo nhiệt, rất là vui. Khu vui chơi, ăn uống này kia bao gồm trong đây hết. Nói chung là không phải đi đâu cả, ở trong đây là có hết rồi. Mình book cái căn villa này thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Chi phí thì phù hợp với gia đình, sẽ có quay lại và có thể nhiều người hơn chứ không phải là như vậy nữa.